Vậy sao trận này em up? Up gì? Sao trận này up, up livestream là 9:35 rồi. Ôi trời, nãy là 9 mấy hả? Ừ, 9:35 rồi. Ờ sao thằng này anh up, em up đi, anh nói chuyện chút xíu rồi anh cũng up luôn. Anh cũng tới giận con mày lúc này. Anh up thì nói chuyện với tôi. À, quên, tôi phải đưa cái này vô cái nó phá là chim rồi. Nó đưa không được chứ không ấy, tôi up thẳng vô cái màn hình luôn. Anh top 7 qua hồng. Trời ơi, biết chuyện nào lên nổi top 6 trời. Nam bất đây khủng quá anh em ơi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Nghe nói ngày mai anh em cầm sổ đỏ chơi nốt với tôi lên top đúng không? Ảo. Cảm ơn Billy. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Mọi người cho em vài bông với mọi người. Thôi, bé nó không cần bông. Anh bé cho mọi người vài bông rồi. Bên em cũng có mà. Hát gặp với không ở lại ok, xong đến trận này thì em thoát ra em hát cho mọi người một bài gặp nhưng không ở lại, xong em để up nhá. Ok em nhá. Em lúc này cảm thấy em hơi béo rồi nhá. Em giảm, em sụt cân mà. Cả ngày hôm nay không ăn cơm luôn, toàn ăn mấy thôi. Em ăn cái gì? Mì. Em ăn thằng nào? Em nói đi. Anh em lấy đồ. Đó là chuyện của tôi, không phải chuyện của anh. Anh em lấy đồ ấy, mình phim đi ăn chứ. Đúng phim à? Này, anh nói giống câu đấy đi. Vậy? Anh nói hồi nãy đúng không? Sau em sẽ trả lời là đó là chuyện của tôi, không phải chuyện của anh. Ấy, giống phim vãi, giống phim vãi. Cười đi mọi người, cười đi. Cười cho tôi, cười. Chọc cặp lết tôi đi. Ấy là nó đóng phim. Chứ đâu có nói mắc cười, đâu này phim nó phải hài đâu. Mọi người cứ trêu. Quê, quê ai? Ôi con sông quê nhục nhục lắm. Anh Kiên đi ăn rồi. Nhậu rồi chứ. Trung Văn Kiên hả? Trần. Là ai? Cầu thủ của Việt Nam. Hâm mộ. Ôi, mọi người. Sao đụng toàn cầu thủ không? Hồi xưa tôi thề với mấy ông nha. Tôi quen một cái bạn kia ở trên Facebook. Tôi quen gần 4 tháng trời. Chưa gặp mặt. Chưa có con video, chưa, chỉ nhắn tin thôi mà tôi cực kỳ thích người ta luôn. Xong rồi đùng một cái nhận ra là người đó là một cái nick ảo. Tôi quen cái nick ảo 4 tháng trời. Các bạn phải hiểu được cái cảm giác nó cay. Sau khi thì điều tra ra cái nick thật, nó là ghệ của cầu thủ U23 Việt Nam. Trời đất ơi. Chóng mặt. Nên giờ túng. Nhỏ này sao ta? Em hay lấy giùm em cái chăn với. Để chuyện hơi buồn ngủ tí. Ok, ok. Tiếp đi anh. Sao vậy? Có gì đâu quê, có gì đâu quê. Ủa tính ra anh đang nói chuyện với mọi người mà. Thôi. Cảm ơn Duy nha. Cảm ơn Duy Tẹn. Ghen đâu mà ghen. Có gì đâu mà ghen. Mình có là gì của người ta đâu mà ghen. Giờ em đã là vợ người ta. Ờ nhưng em hát bài nhá. Hát đi. Mọi người lên hoa cho em đi mọi người. Mọi người lên hoa cho em với Thảo đi mọi người. Thảo hát một bài cho mọi người nghe nè mọi người. Em thoát ra hát một mình mà. Quê ôi. Này đi quê. Ủa vậy sao không hát đây luôn đi. Thôi trên đây hát chung thì nó sẽ bị cắt tiếng. Anh im là được. Không. Sản phẩm siêu sinh cho người đang gặp tình trạng đầu dai dẳng, thành phần selenium dùng huyết ngay lập tức tìm và loại sạch. Alo alo, mọi người có nghe kiểu nó bị tắt tiếng không ạ? Alo. Alo alo. Lan hả? Mọi người kêu thoát. Mình đi. Ê, tôi hát cho mọi người nghe. Đi.